Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ show arc cấp mới của mình. Arc cấp này thì nó sẽ khác mọi arc cấp khác, tại vì arc này sẽ được full VIP và tất cả đều là vĩnh viễn. Vâng, nhìn vào bên ngoài thôi các bạn có thể thấy được cái set DF huyền thoại. Mình nhận như thế nào thì mình cho các bạn xem như thế đấy mà. Arc này là VIP 8 và cái đây là cái ID của mình. Các bạn nếu thấy thích thì có thể inbox chia nhầm kết bạn với mình. Mình sẽ ấn vào cái kho đồ để cho các bạn xem và các bạn lóa mắt. Nếu mà tình nhiên nào mù mắt thì hãy đeo kính vào nha. Tốt nhất là đeo kính râm. Đấy, tại vì cái này nó vàng quá, nó loa mắt, làm anh em có thể mù mắt đột xuất và không thể chữa được. Đây, gồm có khẩu Barrett Transformer, khẩu súng mới. Lát thì mình sẽ test cho các bạn xem, để mình xem cái chỉ số. Tại vì một số bạn yêu cầu mình show cái chỉ số của cái Barrett Transformer này. Mình sẽ so sánh với lại khẩu 3Z Bomb Beat nha. Ok, thì các bạn có thể thấy. Và 3Z Aurora. Đấy. Rồi, cho các bạn có thể thấy được nó khác biệt như thế nào. Còn cái khẩu này thì nó cũng như khẩu 3Z Bomb Beat thôi, nó không khác gì. Còn RBK cũng đủ 5 đến 6 súng để ép đạn. Đấy, Thompson nó cũng thế. Vâng, rất nhiều. Có cả đua TMP. Vâng, khẩu này mà được ép 5-6 khẩu thì đúng là báo nha bác đạo. Rồi, phải gọi vào range là cân tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Chúng ta có cả Golden Shark này. DE cũng rất là nhiều. Không biết có nỏ không? Cái này mà có nỏ thì mình có thể cộng. Ô, có nỏ đấy, hay lắm. Cái này không biết là nỏ lên bao nhiêu viên đây. Mình sẽ có cơ hội vào test xem nó sẽ lên bao nhiêu viên. Hoặc mình có thể test trong clip này. Còn ở dưới thì toàn đồ linh tinh thôi. Có bao Zonda. Bao Zonda. Đấy. À, có set X-Mark luôn này. Vĩnh viễn. Tuyệt vời. Mình chưa check hết nữa. Nãy thì mình mới kéo xem ở trên thì thấy nó vàng loa mắt quá. Mình vào làm clip luôn. Đấy. X-Mark đồ có hết rồi. Đồ ngày nữa. Vãi nồi. Vâng, rất nhiều anh em ạ. Tuyệt vời. Những khẩu súng hiếm hay là súng gì đều có hết. Kirit Ismark có hết luôn. Cái này full súng mà. Ôi lựu đạn này. Phê thế. Vâng. Ui Getu này vĩnh viễn, trời ơi. Getu này vĩnh viễn thì vào chơi bom Kishin thì còn gì bằng. Giống bay Kishin này. Lựu đạn cừu. Vâng. Nhìn cái lựu đạn mình cũng thích rồi. Nói gì đến cái khẩu súng. Ôi nhìn cái set bom này mình thích cực ý. Mới thích bom thôi. Có cái quả bom Getu này nó có thể chơi bọn zombie Kishin nó tuyệt vời hơn. Và bom rồng thì chúng ta không thể thiếu rồi. Rất là tuyệt vời. Đấy các bạn thấy yêu không ạ? Mình thì mình thấy lóa mắt rồi. Các bạn có thể cho mình cái cảm nhận khi mà các bạn xem cái clip này không ạ? Để mình xem lại, tại vì nãy mình kéo nhanh quá. Để kéo từ từ để cảm nhận được những cái tinh túy bên trong nó mang lại cho mình. Vâng. Có gì đây? Rồi, có những cái vũ khí mới của cái chế độ AI mới. Đồ đẹp đấy. Chất. Mấy cái vũ khí đấy là dành cho cái gì ra cái giải đấu. Vâng, rất là đẹp. Nó khác với lại ES Phoenix này. Mình không thấy nó giống. Để mình xem so sánh với lại ES Phoenix nó khác nhau. Ô, khác nhau này. What the hell? Khác nhau nhưng không nhiều. Chỉ khác biệt là một đam thôi. Một đam về sức mạnh. Nhưng không biết là vào chơi thì nó. Ôi, Freeball này đẹp thế. Vâng, cái này vào C4 thì phải gọi là cân tim. À, để mình test thử nỏ xem lên được bao nhiêu viên. Nếu các bạn muốn nếu các bạn muốn ép đạn cho nỏ thì các bạn phải có 3Z Barret Aurora. Đấy, để mình mang vào xem. Đấy, các bạn muốn biết được thực sự cái arc này sẽ ép được lên bao nhiêu viên không? Vâng, thiếu rồi, thiếu mất một thằng rồi. 6 ba lô, thiếu mất một thằng thì không được rồi. Tiếp tục sẽ là Diabon Beats. Vâng. Cài full set Diabon Beats là sẽ được. Thiếu rồi, thiếu mất 2 set rồi các bạn. Thiếu mất một khẩu Aurora, tức là thiếu mất một viên. Ok, mình sẽ vào thử xem được nó được bao nhiêu viên nhá. Thì mình mang cái cận chiến cho nó làm máu ấy. Nãy giờ cũng chưa cài bom luôn. À, nhân vật, mình quên cho các bạn xem nhân vật nữa. Rồi, nhân vật cũng full luôn. Đây.
quên cái phần nhân vật. Sorry các bạn. Đấy. Nhân vật Sonoko để cho nó chất. Còn bên này thì nhẫn cũng chưa hiện máu tại vì cấp mới mà từ từ sẽ có được hiện máu các kiểu thôi. Áo giáp chống đạn các kiểu đều 300 ngày. Sao lại có 2 ngày ở đây nhỉ? Chắc mới nhận. Bằng giáp Zumbai đều có hết. Đằng này VIP 8 nên mình sẽ nhận được khung VIP 8 luôn và full được 6 ba lô. Các bạn chưa có 6 ba lô đâu nhá. Ba lô thứ 6 là chưa có đâu. Chỉ riêng đằng này là có thôi. Hình như là ba lô thứ 6 nó chưa bán ra. Đấy, toàn bộ cái vòng quay của cái này mình vẫn chưa có hết, mình chỉ có được khẩu Barret, Golden Shark với lại Gatling, xếp tổ ong các kiểu thôi. Để mình vào chế độ cái gì này? What the hell? Tôi là ai? Tôi đang làm gì này? Vâng, để mình vào chế độ lục đâu? Ơ, không có lục. Vâng, chúng ta sẽ vào đấu đơn ở đây để test xem. À, phải vào đấu đơn kìa. Chứ vào đấu lục thì nó sẽ không có cộng đạn nhiều đến như vậy đâu. Đấy, mình sẽ vào test xem lên nỏ được lên được bao nhiêu viên. Rồi, hồi hộp quá. Ôi, 11 viên, đúng là thiếu một khẩu là mất một viên anh em ạ. Ôi, mình chưa... Đấy, rồi, tuyệt vời. Ôi, 11 viên thì ăn tất à? Vâng, bà lắm. Đậu xanh. Như này thì sợ bố con thằng nào chứ nhở? Kinh vãi nồi. Tôi không gặp thằng nào để test phát đầu tiên. Ê ơi, mình bắn không quen. Mình bắn không quen anh em ạ. Sorry các bạn, mình bắn không quen cái nỏ này. Rồi, ok. Vâng, test sơ sơ thôi tại vì mình có bắn nỏ bao giờ đâu. Ôi, thằng nào cái hết hàng của mình ấy. Ôi, mệnh vãi nồi. Mệnh không thể tả được anh em ạ. Ôi, phê đấy. Nỏ 11 viên. Kinh vãi nồi. Ôi, thôi, được rồi, mình sẽ test sơ sơ thế thôi. À, để mình test khẩu. Không biết khẩu Bayonet Transformer thì nó sẽ cộng đạn không. Mình lắp vào, mình test thử luôn. Đấy. Chất chơi người rơi. À, để mình sẽ test luôn. Test luôn khẩu 3Z mới. À, các bạn đợi một lát tại vì ơi, mình sẽ lắp vào đây, quên. Không biết là 3Z Transformer có được cộng đạn không. Đấy, được rồi, ok. Chúng ta sẽ đi vào chế độ đấu đơn của dòng súng rifle. À, không phải tất cả dòng súng. Vâng, hàng này thì mình chưa đổi tên. Đợi có game đã rồi mình đổi tên sau. Bây giờ thì nghèo lắm, mới nhận ạc mà. Để xem nỏ nó không. Nỏ đấy nó sẽ không được cộng đạn và chúng ta không thể cộng đạn bằng khẩu 3Z Transformer. Ôi, bình tĩnh xem nào. Mệnh đấy, như con bò ấy. Đâu rồi anh em, đâu rồi? Ôi, bình tĩnh nào. Ghê vậy. Hay lắm bạn này. Bạn chơi hay lắm. Ý, cái khẩu này thì mình bắn thích cực ý. Thích lắm anh em ạ. Khẩu này bắn bá. Đấy, phải nhanh tay cơ mới liếm được hàng. Ui, bình tĩnh nào. Cái thằng này level 5 thôi. Nó lòi cái mặt ra. Ghê thật đấy chứ. Đứng một chỗ yên xem nào. Bố mày bắn cũng trúng kìa. Vui quá mà run tay các bạn ạ. Vui cực ý. Ôi. Ôi. Nghĩ gì? Thích không? Phê không? Phê lắm cơ. Vâng. Không biết nói điều gì hơn. Lục này lên tận 20 viên rồi các bạn ạ. Ôi, bình tĩnh nào. Thằng này chơi mốc lốp kìa. Lục lên tận 20 viên. Ghê vậy. Ôi, ghê, được rồi, C4 tổ. Tuyệt vời. Thanh niên cũng bắn sniper. Ôi, bình tĩnh nào. USB đứng trong kia không thấy ạ. Trời ơi, cạn lời.
Cái gì vậy bạn ơi? Lục bình tận 20 viên đấy. Mày đi đâu? Đi đâu? Cái gì, cái gì? Ôi! Trên móc lốp ở phía sau kìa. Phía sau một người cầm sniper. Phê đấy, mình bắn sniper cũng gà thôi. Và các bạn cũng có thể thấy là nó sẽ như thế này, là nó như nào rồi. Nó ngon cực ý. Ồ, bình tĩnh nha. Gì gì? What the hell? Nó phóng phi tiêu ạ. Đậu xanh. Hay lắm bạn này. Rồi, tôi xong rồi. Nghịt ngu rồi. Cái thằng cầm lục. Mày test súng lục này. Súng lục vào nhầm chế độ rồi bạn ấy. Đây là chế độ của những cái khẩu súng rifle và sniper. Không có dành, không có chỗ dành cho súng lục đâu. Mày này, sổi 20 viên. Bá. Lục này lên tận 20 viên. Bảo làm sao tụi nó sống được. Ôi, một phát đi luôn này. Sợ luôn, nó mới chết anh em ạ. Ôi, mình sẽ cố gắng lấy top. Mà không lấy được thì cũng chịu. Vào nhầm chế độ. Và không có chỗ chế độ sniper riêng mà. À. Mày chạy đi đâu hả con lợn này? Ôi ôi. Chết giảm vãi nồi. Còn một mạng nữa thôi. Cái gì đấy? Rồi, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like, subscribe kênh của mình nhá. À, để vào xem còn cái gì hay hay nữa để làm luôn. Chất. Vâng, vui quá anh em ạ. Cái này arc này chưa full điên phú nha, phải đợi chắc là mình có nên đợi xin thêm game để nâng full. Vâng, để xem thiên phú à. Ôi thiên phú chưa có cái gì luôn, mình bắn kinh rất là cứt. Để xem gì nữa. Vật phẩm nhẫn evil vẫn chưa có thể tăng được mấy cái dòng này. À, để mình tăng xem, tăng thử thôi. Hiện máu nào. Mình cần hiện máu. Vâng, tiếp đất cái gì. Không cần giảm sát thương tiếp đất đâu. Cộng thêm 40% GP. Ôi, SP nữa vậy nồi. Mình có đang cày cấp đâu mà cần mấy cái đấy. Ôi vãi nồi. Ra đúng 7 sao. Nhưng cũng là cái xàm lở thôi ạ. Vâng, xàm quá. Thôi, bỏ đi, hết kim cương rồi. Bỏ ạc mới thiếu thốn kim cương quá các bạn ạ. Ờ, cho mình sẽ dừng clip tại đây. Ạc này thì chỉ có như thế này thôi. Đấy, toàn đồ ngon thôi. 6 khẩu RVK VIP. À, để mình ép đạn thử vào đua Linh xem nó được bao nhiêu viên nhá. Vâng. Đấy, cho các bạn xem hết luôn. Xem nó đã mắt như thế nào. Vâng, 120 viên. 120 viên thì bỏ vào đây. Bớt đi 100 viên cũng được, không sao. Đấy, chúng ta sẽ cùng vào và đấu đơn để xem nó được bao nhiêu viên thôi. Chứ còn bắn thì thôi, mình sẽ dành chút thời gian để ép vào khẩu đua TMP xem nó được bao nhiêu viên. Đấy. Vâng, chúng ta sẽ biết được cái độ chất của em nó. Ủa ôi, 400 viên này. Đùa. Thích không? Thích đùa không? Kinh vãi nồi. Thế này quay tay ai chơi. Rồi mình sẽ thoát ra để ép đạn khẩu đua TMP xem nó lên được bao nhiêu viên. Cái này vui này. Mình thích phần ép đạn nhất của cái series này. Chất. Chất chơi người rơi. Rồi chúng ta sẽ cùng vào ép đạn của cái khẩu súng đua TMP. Mỗi khẩu súng bắn như hack lộn xộn về đam. Rồi ép được 15-50 viên thôi. Chúng ta sẽ cùng vào xem. Đấy, chúng ta sẽ cùng vào xem để nó được ép lên bao nhiêu viên. Mình nghĩ cũng tầm mấy thôi là vừa. TMP thì tầm này là vừa rồi, bá rồi, không cần nhiều. 100 viên các bạn ạ, tròn luôn. Chất. Chất trời người rơi.
Vâng, mày thích đùa với bố mày không? Thích đùa với bố mày không? Thích cái hàng của bố mày không? Thích cái hàng của bố mày không? Thích không? Mệnh lắm. Đậu xanh. What the hell? Cái gì này? Tôi là ai? Ôi, mình bật nhầm chế độ rồi. Đấy, phải bật qua chế độ bắn 3 viên cơ. Nó mới mệnh. Nó mới thể hiện được cái đẳng cấp. Mày 3Z này cưng. Ủa ôi, 3Z hay thế. Vâng, gặp thanh niên bắn 3Z mắc hay. Nhưng mình nghĩ mình lấy top trận này không khó đâu. Nhưng mình test xuống rồi. Ở trong mình sẽ kết thúc clip tại đây. À, để mình ra xem. Để mình ra xem mà. Đùa TMP thì lấy top gì khó ba. Dễ mà. Đùa TMP nó mệnh quá. Rồi, để mình ra mình xem còn ép đạn được cái thứ gì nữa không. Ép cho vui. Vâng, mắc vui nhầm ạ. Đấy, thích nhất là cái quả ép đạn cho những cái rất là chất chơi. Không có. Ok, ở trong mình sẽ kết thúc clip. À quên. Đấy, có một khẩu này. À mà full rồi mà ta. Khẩu này cũng ép được một viên. Ở chết nhầm nhở. 3Z Aurora thì nó không có mod lại skin gì hết. Thôi ok. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Đợi mình nghĩ ra những cái trò gì mới thì mình sẽ tiếp tục update lên. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Chất trời. Rồi, bye bye.